Ngày 29 tháng 7, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Tiền Giang về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công và xuất nhập khẩu tại các tỉnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị. Tại hội nghị các bộ ngành gồm bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cùng các đơn vị trực thuộc bộ xây dựng đã giải đáp các vướng mắc kiến nghị của từng địa phương đặc biệt là về đầu tư công đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội công tác quy hoạch quy hoạch đô thị dự án điện mặt trời các đơn vị sẽ luôn sẵn sàng cùng đồng hành với địa phương để giải quyết từng nội dung mà địa phương còn gặp khó khăn kết luận tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn thanh nghị cho biết thông qua các báo cáo có thể thấy tình hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội đầu tư tại các địa phương đã có chuyển biến tích cực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước bên cạnh đó các địa phương đã chủ động làm rõ các khó khăn vấn đề nổi lên trên địa bàn từ đó đề xuất kiến nghị bộ trưởng nguyễn thanh nghị cho biết các bộ ngành sẽ tiếp tục lắng nghe ghi nhận những ý kiến của từng địa phương trên nguyên tắc giải đáp tháo gỡ phản hồi chính thức bằng văn bản theo thẩm quyền của từng bộ ngành các vấn đề về sửa đổi điều chỉnh văn bản pháp luật bộ cũng sẽ có báo cáo với chính phủ để trình quốc hội xem xét